Tại New Zealand có một loài chim thường xuyên say xỉn trên cây. Sau khi say xỉn, chúng thậm chí treo ngược lên cây hoặc rơi trực tiếp từ cây xuống để cho con người có thể nhặt. Loài chim này là loại chim gì và chúng tại sao lại say xỉn như vậy? Loài chim này được gọi là bồ câu gỗ. Thứ khiến chúng say xỉn là do chính chúng tự lên men trong dạ dày. Bồ câu gỗ là loài đặc hữu của New Zealand, một loài chim bồ câu đặc biệt, tuổi thọ khoảng 15 đến 26 năm. Kích thước của bồ câu gỗ thường lớn hơn bồ câu thông thường, cân nặng từ 550 đến 850 gram, trông có vẻ mập mạp, nhưng chúng không hề nặng nề. Nhưng vẻ đẹp của bồ câu gỗ vẫn đỉnh cao. Lông của chúng rất đẹp, lông màu xanh xám ở phần ngực, còn lông trên cánh có chút màu đỏ, trông có vẻ rất quyến rũ. Bồ câu gỗ thường ăn trái cây, lá và búp hoa. Trong số đó, trái cây là thức ăn mà chúng yêu thích nhất. Mỗi ngày chúng đều ăn rất nhiều trái cây. Sau khi no, chim bồ câu cũng không thích vận động mà chỉ lười biếng đứng trên cây, đứng dưới ánh nắng mặt trời để tiêu hóa thức ăn. Nhưng việc này lại gây ra vấn đề. Trái cây trong dạ dày của chim bồ câu sẽ bắt đầu lên men khi nhiệt độ tăng lên. Đường trong trái cây sẽ chuyển hóa thành ethanol, còn được gọi là rượu cồn. Khi rượu cồn quá nhiều, chim bồ câu sẽ bắt đầu say xỉn, bắt đầu mất ý thức, thậm chí có thể vì không thể duy trì sự ổn định của cơ thể, rung lắc trên cành cây, cuối cùng rơi từ cây xuống mặt đất. Nhìn thấy điều này, có lẽ một số bạn sẽ thắc mắc, có những loài chim khác cũng thích ăn trái cây mà, vậy tại sao chúng không say như chim bồ câu gỗ? Ngoài việc lười biếng như chim bồ câu gỗ, còn liên quan đến việc chọn lựa thức ăn của loại chim này. Các loài chim khác thường ăn trái cây vừa chín, nhưng bồ câu gỗ không giống như vậy. Chúng luôn thích ăn trái chín kỹ. Trái ngọt có hàm lượng đường cao sẽ dễ dàng tạo ra cồn tự nhiên. Ví dụ như, cũng là ăn, nhưng người thích ăn thức ăn nhiệt lượng cao thường sẽ mập hơn. Nguyên tắc vẫn là như vậy, bởi vì thích ăn các loài hoa quả chín và quá trình tự lên men. Chim bồ câu rơi từ cây liệu có bị người New Zealand nhặt về nấu canh không? Thực ra thì ít khi xảy ra. Mặc dù chim bồ câu tham ăn, vụng về, vẫn lười biếng đến bất ngờ, nhưng không thể chối từ sự đáng yêu của chúng. Chim bồ câu gỗ mập mạp thật đáng yêu. Chính vì vậy người dân New Zealand không bắt chúng, họ còn rất quý trọng chúng và đã xếp chúng vào danh sách động vật được bảo vệ. Vào năm 2018, trong cuộc thi chim hàng năm của New Zealand, chim bồ câu gỗ đã đạt được chiến thắng. Vì vậy, người New Zealand rất thích chim bồ câu gỗ và không gây hại cho chúng. Khi chim bồ câu say xỉn rơi xuống mặt đất, họ sẽ nhẹ nhàng nhặt chim bồ câu lên, đặt chúng vào nơi an toàn. Như vậy, khi chim bồ câu tỉnh lại, chúng có thể bay lại và đi tìm thức ăn. Nhưng tình yêu có thể chia thành nhiều loại. Người New Zealand yêu vẻ ngoại hình của chim bồ câu và tính cách ngốc nghếch đáng yêu, nhưng đối với các loài động vật khác như mèo hoang, chồn trắng, chuột túi và nhiều loài khác, chúng yêu thích thịt của chim bồ câu. Chim bồ câu say xỉn rơi xuống mặt đất giống như một con cừu sẽ bị tấn công, chỉ cần gỡ lông ra là có thể ăn được. Chúng là món ăn ngon nhất của nhiều loài động vật ăn thịt. Dù biết rõ việc say xỉn có nguy cơ mất mạng, nhưng chim bồ câu gỗ vẫn làm theo ý mình, ăn khi đói, uống khi khát, không bao giờ bỏ sót một miếng trái cây ngọt nào, thậm chí còn biết thưởng thức cuộc sống hơn cả con người. Không thể không nói, cơ chế của chúng là một công thức nấu rượu, cả chó cũng phải lắc đầu khi nhìn thấy. Nhưng may mắn là New Zealand là một quốc đảo, số động vật ăn thịt trên đảo không nhiều, cộng thêm việc con người cũng không gây hại cho chim bồ câu. Vì vậy, hiện tại bồ câu gỗ không đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đối với cây ăn quả bản địa của New Zealand, bồ câu gỗ là một phần không thể thiếu trong chuỗi thức ăn. Mặc dù bồ câu gỗ tham ăn, cũng biết say rượu, nhưng bồ câu gỗ cũng có những điểm mạnh của mình. Khi ăn trái cây ngọt, bồ câu gỗ thích nuốt cả vỏ. Sau khi nuốt trái cây vào bụng, bồ câu gỗ sẽ tiêu hóa thịt trái cây cũng như vỏ hạt cứng, sau đó sẽ đưa hạt có thể nảy mầm mang đến các vùng khác, đến giúp cây trồng phân tán hạt giống. Ở đất nước New Zealand có một số cây trồng cho trái kích thước khá lớn. Ví dụ, một loại cây trồng gọi là cây karaka, trái của nó có kích thước khá lớn, dẫn đến các loài chim nhỏ khác không thể nuốt chửng. Vì vậy cây trồng karaka muốn phân tán hạt giống chỉ có thể dựa vào chim bồ câu có kích thước lớn để hoàn thành. Nếu chim bồ câu tuyệt chủng thì cây trồng như karaka sẽ giảm mạnh vì không thể phân tán hạt giống, thậm chí dẫn đến tuyệt chủng. Đó cũng chính là lý do mà người New Zealand đã lập luật bảo vệ chim bồ câu. Chim bồ câu New Zealand hiện nay mặc dù không còn nguy cơ tuyệt chủng, nhưng khả năng sinh sản của chim bồ câu không cao. Mặc dù chúng có thể sinh sản quanh năm, nhưng mỗi lần chỉ đẻ một quả trứng và cần một tháng để ấp trứng. Ngoài ra, chim bồ câu non dễ bị tấn công bởi động vật ăn thịt. Vì vậy, chim bồ câu muốn mở rộng quần thể, điều này rất khó khăn. Hiện tại, chim bồ câu vẫn cần con người bảo vệ chúng tại New Zealand.